End times nó đang are upon us. But chaos is not the only power in this benighted world. All my life, I have heard whispers of a place where righteous gods heed mortal prayers. The Citadel of Eternity. Cái này skip được đúng không? Skip được. Cops around here on us. It will take several pilgrimages to uncover the Citadel's location. The Chaos Wastes are a wilderness of tentacles blighted by the Dark God. Mà thấy ta chắc không chơi lâu được những cái con mà góc nhìn thường nhất người ta nôn ở màn hình. Đợi chơi dưới hàng đợi ngày đấy chị luôn để chọn nhân vật. Ô con nữ xinh phết này, trông thanh mảnh này, có hai nữ. Ừ, nhưng con này lại bắn cung à? Đúng rồi. Thực ra nó vũ khí cận chiến nó là hai con dao và vũ khí tầm xa nó là cái cung. Ủa, có con xấu thế. Cầm cái lửa. Đấy. À, cái thằng người lửa. À, lửa đấy là con pháp sư đấy. À. Chắc thế mày chọn nhân vật thì ôi chắc có thằng lùn này cầm bắn nỏ. Thằng đấy già... thằng lùn đấy. Nhưng mà ấy không như là thằng trông ai thằng nào khỏe nhất? Khỏe á? Khỏe nhất thì nếu chị thích hô solo ấy, khỏe nhất thì là cái thằng đầu tiên. Thằng này cầm dìu thì có vẻ chém vào đấy chứ. Thời gian đâu mà mẹ nó bu này thì làm sao mà bắn kịp được nỏ mi nủng. Ui nhi chị ơi, dùng để đây... chiến thuật thôi. Chơi được hết. Chơi được hết. Cung là với tao là chết rồi. Súng thì còn được, tao không chơi cục cung. Thằng này dùng gì cùng kiếm này. Thằng xấu này nó dùng kiếm này. Có một thằng dùng đội mũ này, dùng kiếm một thằng. Xem con phù thủy này thì cái lửa này nhìn có đẹp không? Cũng bắn. Mình không biết dùng cái que này có đập được không hay chỉ bắn không? Hay ta chọn con phù thủy này. Con này trông cũng hay. À phù thủy á? Phù thủy thì cái vũ khí cận chiến nó là một thanh kiếm. Tầm xa của nó là cái quả cầu lửa nó bắn ra ấy. Hay chọn con gì? Thằng đầu tiên, thằng trên cung. Thế thôi, thì thế để hai đứa nó khác nhau đi. Nhưng con cung tên. À thuộc con cung tên không. Mình sợ lại bắn lại kiểu vòng cung nó có bắn vòng cung. Nó có kiếm nữa đúng không? Chứ không chỉ là mỗi cung đúng không? Vâng, có hai cái kiếm, hai cái nếu ra đấy là hai con dao. Ít nhất là có, nếu mà bị dí quá thì vẫn ấy được đúng không? Cho thử kiếm, cung xem nào. Chứ yên tâm, mọi con đây đâu đều có một vũ khí cận chiến và một cái tầm xa. Rồi, chào nó rồi. Không chưa? Có đổi tên đủ chủ. Phải nhớ chị thì không, tên nó lấy luôn trong cái tên thật. Vào play đúng không? Đúng rồi bạn, chị vào cái play. Play thì nó sẽ đưa chị về một căn phòng chưa? Anh xếp đã, rồi. Rồi. Vào căn phòng chưa? Phải chỉnh lại cho cái audio mới nhỏ tốt một chút. Căn phòng nữa. Đây rồi, đang ở căn phòng thì có tên thằng nào? Căn phòng chị thấy cái ấy không? Play. Select mission, có thể chết mẹ cắt ấy cho nhà vui chơi cho nhà biết ngay mà. Rồi nhớ select mission đúng không? Con này cầm kiếm. Từ. Welcome to our chị cái thấy cái custom đúng không? Custom game ấy. Chị thấy không? Có cái dòng custom game ấy. Chỉ có play. Có cái dòng
Custom game ở đâu? Ở chỗ thằng không, thằng này là bán vũ khí. Cái chỗ bán đồ ấy. Cái chỗ bán đồ ấy. Gì ấn em ở đấy. Custom game, được chưa? Rồi. Xong rồi trên the mission, trên the mission. Chọn cái ham gap, cái đầu tiên đúng không? Chỉ có hot, đầu tiên phải hot game thôi chứ. Đúng rồi, chị tích vào cái hot game và cái private game. Private. Cửa hai. Rồi, xong rồi trên mission. Mission chọn cái hem gác cái đầu tiên luôn đấy. Rồi, select. Thấy chưa? Đã thấy. Select. Rồi. Có 3 map được mở. Rồi chị. 3 map, đây là 3 dãy đầu khác nhau. Chị có thể chọn bắt đầu đi map nào cũng được. Writer's Nhưng mà stand thường này. Rồi. Thường thường select. Thì ở từ map đầu tiên ấy. Đúng, cứ từ để đầu. Select. Rồi, đã xong. À, xong rồi, Play rồi chị an tác chị mời em. Play đúng không? Phải play vào. À, mời em đã. Mời ấy à, mời qua Steam à? Mời vào không? Mời qua Steam luôn. À. Đấy. My trip ended a couple of elves up towards Bergenhaven. Friends of yours? Lại cái kiểu. Ôi, em join luôn chứ chị mời là em khó vào lắm. Chứng con này cái đây thôi một chém nhau à, một này hai là tên này. Úi rồi chết đi tao, chỉnh cái độ nhạy của chuột lên một chút. Hello vậy, hello chị ơi, đâu không có tên trên đầu à? Thế này thì nhầm mấy quái lắm. Không. Miss the army life sergeant. Cầm súng. Comrades in arms. Như chị yên tâm chém. Chém nhau. Sao này lại có súng? Chém nhau không? Anh em là cầm súng mà. Đâu sao bảo thằng đầu tiên là cầm dìu mà. One eye giving the orders. Cầm dìu nhưng mà vũ khí tầm xa của nó là súng. Dìu cơ, cái dìu dài cơ, mày có dìu dài đâu. Có cái gì bé bé. Hay con này về sau nâng cấp vũ khí được. Đây. Sao mày nhiều vũ khí? Ở đây này. Có, mua được vũ khí. Thế ta mua? Mua được cả vũ khí mà. Đây nhưng hả? Chị đã có tiền đâu mà mua. Đấy con ấy, thằng này. Game này đều. Thôi rồi, play đây. Test luôn đây. Test luôn này. Có cho đồ đi. Nhau được không? Không. Khác cỡ lát nhưng mà tiền sao cho được. Play đi. Không play được. À, nó phải chọn độ khó. Ôi, normal thôi. Chứ chọn easy. Normal. Cái gì dưới mức requeue ấy. Veteran A này á. À, đây, veteran ấy. Normal behavior này. Đấy, thế thôi. Tôi thích được đâu. Cái này, cái đầu mới là normal. Cái thứ hai là cái gì này? Enemy Arrested to hit have high. Ôi, nó có đầu. Máu nhiều. Cái đầu chém nó nhàn lắm, thật. Champion. Chém cảm giác không sợ tay luôn. Trời ơi. Legion úi giời. À, cái đầu nhiệm nhân vật chỉ có power 100 thôi. Thôi thử 300 nhá. Tao mà không phải được một chiếc đâu. Ơ mà sao? Cái gì sao thử 300 gì đấy? À chứ. Không được, require hero power phải 115, tao không chọn được. Thôi, chỉ đi được thì... cái đầu thôi. Recruit thôi. Đẳng cấp chưa đủ. Đẳng cấp chưa đủ. Trình thấp quá. Đây giờ đi vào cái quả cầu này để nó bắt đầu nhiệm vụ. Đây là thuộc dạng đánh quay hả? Đấy đánh không kiểu là nó có một cái map ấy, mình đi từ đầu đến cuối cái map đấy mình giết sạch quái trên đường đi. Có cần phải giết hết không? Hay chỉ cần đến địa điểm đấy là được thì mình bỏ qua thế. Nhưng nó đông quá. Nó truy sát những chị đến cùng mà. Không chạy được. Con này là mắc là 4 người ạ. Chết. Có 3 người thì nó không biết là nó có cho ít quái nó theo một số người chơi không? Không, nó tăng dần theo độ khó. Chết mẹ, 2 người mà nó lại cho quái ra bằng 4 người chơi thì chết. Yên tâm, nó còn nhát hơn cả con boss vào cơ mà. Sáng nay mình chơi nhát hơn cả con boss. Thế cái này mình có được boss không?
bot á. Mình có được hai con bot vào không hay này, để lờ mờ lắm, để private game nữa, thằng gì lắm. Ôi thằng to thế. Chưa cái mắt tối đâu. Ôi con chuột to thế. Đủ hai con bot này. Con bot của mày 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 đủ hai con bot. Đây hai con bot này. Nhớ em tới giới thiệu chị một số loot trong này. Con này chuột trái là đánh nhau, chuột phải là giữ, chuột phải là khiên, được chưa? Giữ chuột phải là khiên à? Ở đâu khiên em khiên? Đỡ. Đỡ. Đỡ nào đỡ. Mày có khiên chị không có khiên. Đấy. Chị cứ giữ chuột phải là đỡ, nó đỡ được hết mà. Chị giữ chuột phải nha, xong chị ấn ấn một lần chuột trái. Nó sẽ mất một cái khiên. Cái khiên ấy. Còn mất nữa kìa. Thôi rồi, nói chung là ta đã nó đỡ. Tính số lần trông đỡ mà. Rồi, xong nào nữa. Ba là bình xanh xanh đấy là bình độc hay máu hay là cái gì đấy? Mày... If it's a distraction, Warner, what's ba là đây này, còn 1, 2, 3 là cái bình xanh xanh này này. Là bình gì? Máu hả? Nào số 3 à, cũng là bình máu cả chị nhá. Bình nào số 3 cũng là bình máu cả. Rồi, máu. Thế còn cái F, còn nhiều F loại là cái gì kia? Thấy có cái F gì ở trên? Ô, có con chuột kìa. F là tuyệt chiêu. F là... Chết rồi, F là cái này chiêu cuối. Cái này có tính tên à. Đặc biệt. Của tao có tính tên. Nó không được tên vô hạn. Có chứ, nhưng chị yên tâm, nó nhặt tên theo dọc dọc đường mà. Phải rồi, ok. Ô, con chuột này to quá. Ui, nó chui xuống đất rồi. Ui, tôi xong. Mày lên đây. Ốc không lên à? Chém luôn. Chém luôn, chết rồi, nó chết rồi. Này chém xong thì có được nhặt cái gì không? Đồ điếc nhặt trên này như thế nào? Đồ nó tự rơi ra xong chị ấn E để nhặt thôi. Nó tự đánh dấu trên đồ cho chị. Đồ to như cái kiểu này luôn này. Đây chị đến gần xe này. Đồ rơi ra như kiểu này luôn này. Một cái bình luôn. Nó có E luôn. Bình, chả biết nhặt bình gì. Nó thành 4 ấy. Nó phát sáng luôn cho chị để chị nhặt luôn. Nhưng mà nhặt bình mà không biết bình này là bình gì. Ôi mà Chết mày đi. Con này là đánh nhau là không bị sao đúng không? Ok. Sao? Con này phải rủ anh Hà chơi đi. Mình cứ đi theo bọn này. Anh Hà con bỏ ra 60.000 thôi. Con bỏ ra 60.000 đâu. Con này không cờ gách được đúng không? Không cờ gách. Không cờ gách được. Ui. Con nào vừa bắn tên này. Cái tay con người lùn đấy. Ôi dồi ôi, cẩn thận chứ đấy. Tao vừa chém đứt đôi nó, úi dồi ôi, chém đứt đầu rồi. Ôi. Mình đang đầy máu. May quá, mấy thằng này nó không có thằng nào bắn tên. Chết đi. Ở đây chị thấy cái bình này dưới đất không? Cái xanh của mình là máu đúng không? Có thằng chó bắn độc kìa. Thằng chó này. Nó đâu rồi, nó bên kia rồi kìa. Thằng chó bắn độc. Nó chết chưa? Đây, thằng có nạn đấy, đây này. Ô, có nhiều đồ ở trên lắm. Already full này. Tên, chưa bắn phát nào. Đây là đạn. Full. À, mình phải dùng bình máu đi để con ấy. Ui, thoải mái đi trời ơi, cái này vẫn chưa gì đâu. Lấy e phát ý. And maybe I'll leave you on the turn next time you fall. Chị ơi. Nó có vẻ cho nhiều. Có cả lợn này. Chết mày đi. Ui, nó ra cả đống kia. Time for a bit of shielding. Cố lên chị ơi. Mình có cái này là bom. Đấy, có thằng boss. Bom. Láo què nữa. Tên ở đây mạnh phết. Hay là bọn này nó đang màn yếu như thế. Đồng thế. Chơi hết tên rồi. Ui,
bắn như ngả dạ ấy. Thích quá. Chết mẹ, quay từ từ lấy tên này. Pick up tên từ. Trong mặt có một đống kìa. Ta đi nhập tên. Đây rồi. Ok. Ôi chị ơi, con này, ở đây có con này to lắm này. 17 khung. Con này to. Mày tao xị làm đi. Ôi. Chạy đây. Chết chết rồi, nó dí cao. Chết rồi. Sao mày nhảy lên bậc. Mày chết về tao. Ôi. Mình cứ tưởng đấy là bom. Sao mọi người có bom mình không có bom nhỉ? Mình đang ở trên đường chứ. Ôi. Mình tưởng có sẵn. Rồi, nó một nửa máu rồi, nó sắp chết rồi. À! Mình đang chơi normal đấy. So many. Even I cannot prevail. Đây chị tôi. Hết tên nha, đừng nói gì nữa. Hết tên rồi. Mày bắn đi. Hết nhanh cơ. Hết rồi. Ai nghĩ là có boss đâu. Úi rồi. Nó đấm cho một phát bay ngửa ra sau ạ. Chết đi. Cứu là do boss rồi. Còn lâu. Boss là người ta cứu chứ. Ai? Mày ta biết ngay đấy. Tao mày định bắn vào thùng nổ đấy. Thừa ta đang đi tìm đạn đấy. I see the pop. Follow me. Đây, đạn trên này. Đạn trên này. Tao đẻ ra cái trò này. Con này không có map à? Không. Map mình đi lần nữa tới. Map này cũng bé. Còn rồi, được có 3 cái tên ạ. Đằng sau kia chị ơi, đằng sau. Sau nào? Đây rồi. Xong rồi. Đi rồi. Này, ra. Đây. Con này có nâng kinh nghiệm kinh ngủng gì rồi này, các kiểu không? Ồ, sở kêu các kiểu được. Thế mày cho tao 50 triệu đi. Không cho được, con này có anti chip. Thế mày cứ rủ tao mua những cái con này mà có anti vậy. Chị rủ em chứ em rủ chị đâu. Mày cứ gạ ở trên bắc. Thế tao mua thực ra là để tao kêu người mày thôi. Là càng kêu thì xuống đây, tao không muốn kêu tên, không muốn kêu tên. Này tao sẽ chơi này. Ôi, vừa thấy hiện là báo một quyển sổ màu đỏ đỏ. Ôi thì chết rồi, con này nó cắt cổ mình. Đấy, con mất dậy. Chị thấy giống lét hò đét rồi. Ở đây có một cái bình xanh này, không biết là cái gì, cái nhặt ra. Không biết là lực, có một bình xanh. Chết rồi. Tiếp, có sau xe là không đấy. Hả? Tiếp không, đến. Không chạy được rồi. Chị đang chạy rồi đấy. Không chạy được rồi. Rồi, tao nấp ở đây nhá. Vào đấy, lăng đây. Tao ở trong đây chứ. Đấy, còn tưởng ngay sợ đấy. Hello. Em đến sảnh C chưa? Ok, chị xuống đây. Chiến đấu đi nhá, cố lên. Đừng đi đâu cả, tao nấp ở đây rồi đấy. Rồi. Đi ngay mà khổ cứ đang giờ.
về luôn ngay. Ê rồi. Đấy rồi. Ta đã trở về. Làm uống nước nào. Ơ, sao không nghe tiếng gì nữa nhở? À, mình tắt tiếng á, tắt loa. Ồ. Lô. Hay quá. Alo. Đấy, nghe đi rồi. Tao vừa tầm tấn công nghe đi thôi. Thế à? Đúng rồi. Ai luôn nó lại trăng hoa quấn cổ rồi. Chẳng nào. Yên tâm. Thằng chó này. Bỏ ngay cái chó. Ô, nó lại quấn này. Mà kia nó lôi tao rồi. Con mất dây này. Vừa pick up nhỉ, không biết pick up nhỉ. Chạy sang đây đi. Đâu vào này? Đây. Vào đây đi. Vào đây đi. Máu chị đầy mà uống gì? Ai biết. 2/3. Nên thế. Cứ cẩn thận. Rồi cho nó hết rồi đấy. Đi. Ô, thế mấy con chuột thì có được hết không? Ôi ta nhặt được cái gì này? Chị giết được thì giết rồi. À, đi bộ à, mày thích đi bộ à? Bọn mày đi bộ à? Game này bọn này rồi như... bắn hút rồi chứ. Sao bắn là hai phát nó mới chết? Thế mày phải bắn vào đầu. Bắn vào đầu. Bắn đầu đây. Em tôi headshot. Trời ơi. Chuyện thế. À, ta nhặt máu. Ui thôi chị ơi. Chị ơi, see off hit đây. See off hit. À. Quay. Thấy rồi, thấy rồi. Ơ. Ôi. Chị thấy chưa? Mày kéo ra làm quần... gì? Quần vua tép rồi. Mày kéo ra làm gì? À, mình chưa thử cái chiều nổ của mình. Ồ, con ấy độc khó chịu quá. Mày thích không? Bình máu đây không phải. Chứ thích xanh của bình máu bao giờ là bình đậm. Đây rồi. Cậu đồng nghiệp yếu hả? Nghiệp. Mày đồng là... Ô, có cả nữ. Bọn nó có cả nữ. Thấy con mặc áo lắm. Thấy con mặc áo lắm. Ồ, kìa đồng thế. Ý, bắn chiêu ba tên kinh không? Cũng ra gì đấy? Trời ơi. Cũng thích con tên này rồi đấy. Cái này khác thì là đánh quay. Trời. Nhốt vào đây không bắt quay. Này em nghĩ không hả lăng nữa. Mình nhiều là chỗ này có boss đấy. Đây là các con dùng xích đi bắn người khác này. Dậy. Lại cuốn cổ. Cuốn cổ mày có kiện mày có kiện. Hmm.
Solo. Sao gì lại còn đẹp? Nhưng mà con này tôi nên chém đá tại thật. This potion better it fast. Đây. Ơ cái gì đây? Lại được. Là tự nhiên. Ôi chị ơi, chắc nữa rồi. Ôi con này, đây chị ơi. Con này có lộn lủng gì không? Không. Có lúc cần tôi phải ngồi ấy. Ví dụ nó đánh thì mình nó lộn biết rồi đấy. Biết ngay từ lúc nó chuẩn bị nó ra một đống này. Đây chị lên đi. Ai? cẩn thận chưa lên đâu. Kẹt mẹ đâu. Ôm mà chị đâu rồi? Trước mặt. Đâu? À đây. Cứ di chuyển lên chị có thể ấn dấu cách để nó lướt sang phải ấy. Còn lướt về sau. Ta chỉ thấy là nhảy thôi. Lướt cái gì? Chị cứ di chuyển lên xong lướt cách. Ừ đấy, lướt cách của tôi là nhảy đấy. Này một con nhân vật. Ấy à. Nhảy lên. Ô, chị nhìn em này chưa đâu rồi. Được. Đang dối thằng trao cổ. Láo này. Đây. Sao ngắn quá. Chọc. Nát dữ luôn. Chết này đi. Xuống này còn được. Chắc mà tách cái này là ốc không này. Trước thì còn thấy nhiều ấy mà đâu hết nhỉ? Máu. Nhiều gì? Bình máu nó thả. Ừ. Bây giờ thấy in ít rồi này. À, ông ấy sao càng ít mà. Không, trốn ở đây này. Em cần chị lúc này chị Phương ơi. Cần trốn này. À, đây. Đi đâu? Đây. Đi vòng ra đây ra này. The supplies are all but spent. Máu. Máu đây chị. Máu. Này, để chú à chơi mất rồi, ông không chơi dài lâu đâu. Chứ ông chơi dài lâu rồi. Chắc mắt luôn. Con này công nhận là kẻ đã. Đấy, quá. Phạt. Lên kia tạo lực máu men. Mọi người đâu hết rồi. Mọi người đâu hết rồi. Lùi về sau rồi. Con chuột này, Ôi có con này, nó có mấy cái vòng sáng đẹp này. Nó có cả móng vuốt màu xanh. Thế mà không lấy được nữa. Mấy con đấy nguy hiểm lắm. Nó nhảy lên chị phát là chị bị đè bẹp luôn. Dính luôn. Ây, chị không chị thấy em nước không? Chị thấy nước không? Chị thấy nước không? Đây. Đây, kiểu nhảy đây nha, nhìn này. Đấy, của tôi nhảy này.
Nước cách cái gì? That's a hook, đấy, cách. Cách đấy, đấy, nhảy như gì ấy. Chắc nữ là nhảy rồi. We got the hook rat. Thế cứ nữ là nhảy, thế làm là lướt à? Cái nhảy mà, làm gì có trai nhảy. Dai lướt thì có đấy, cái gì kiểu hàng lướt à, có cái bình màu tím. À, một quả bình màu da cam. Pick hết rồi chết, không được pick nhiều. Chỉ có pick một loại bình thôi, thôi để pick cái bình này chờ. Ai biết cái bình đỏ là gì, bình xanh nước biển. This is the door. Đây, đây, đường bên này chị ơi, đường bên này nè. Ở đây có cái hòm màu xanh này, mở hòm. Ơ, mở đi. Ơ, có bom này. Ơ, chị. Cản máu. Ở đây còn hai bình máu này. Ở đây cũng có cầu thang nữa này. Stairs, lumber bitch. Ở đây lại có cầu thang lên này. Ô thế lên đấy à? Ừ, chắc thế. Ở đây rồi, đúng rồi, lên rồi. Có một thằng ra ngoài sơ trời rồi. À, chết rồi, nó lại hút tao. Ô, nó hút bằng phép thuật. Còn mất vậy này nhá. Ok. Rồi, kinh đấy. Hết cái phút. Hết cái gì đó. Đây rồi. Nhặt lại máu ngay. Mình hút nào rồi. Lên đi. Lên đi. Đây. Sửa cái lao. Ủa mấy con này to đấy. Con này to đấy. Rồi chết ngay. Lão quẹt. Con nào không chưa dùng mấy rồi. Nhìn con này này đấy. Ôi, chết. Mẹ đang ngắm được. Đâu? Chết rồi, nó chết rồi. Ôi, nó tràn ra. Ê. Chết mày đi. Tao quên không dùng chiêu thôi. Chết cả đàn luôn. Con này mà chị cái vũ khí sắc sắc nhiều kiếm ấy với cả rìu ấy chém nhau sợ. It's Scuddy is light as a drum beat. Kìa con này bóng con bóng bút xanh kìa. Cái này đánh bóp của ta này. Ồ. Hết rồi, hết rồi. Ở đây có thùng nổ. Thiệt tít. Đâu chị? Đây, trong nổ đâu. Đây, đây, đấy, trong này. Lightstormer, I warned you. Trong đây, trong này, trong này. Đây, có thùng nổ này. Ấn nhầm nút rác lên thành nút cầm ngoài lỗ. Tao bắn tên nữa. Tao không biết có trúng đâu chứ mà tao rất thương cái quả đấy. Sao lại để thằng này. Ơ mình là vừa có một chiêu thế nào mà lại bổ cái này từ trên xuống dưới. Biết được. Có chiêu combo gì đây này, lại cầu thang nữa này. Chấn chuột liên tục thôi, nó bổ. Này thì chọc bổ vú luôn. Đây đây các bạn ấy. Đâu rồi? Tao có lại kia đâu rồi. Ngoài đây. Ngoài đây luôn. I feel the wind rising, the light stormer. Kiên phụ nữ chưa? Sợ gì? Em không biết là đây có phải do chị bắn hay không. Có cái ấy kìa, có cái pháo kìa. Hay là phải ấy, gỡ thả nó xuống.
Rồi tôi bắn chứ ai. Bắn vừa dùng chiều hết ép đấy. Tốn này rồi. Thôi chị bắn giỏi thế là gì, chị dùng chiêu ạ. Quên gì thỉnh thoảng thôi. Ôi kinh quá. Còn có cái thang nào đâu chúng ta. Tên ở đây nó mạnh lắm. Tao ngắm này. Chết rồi, hạ một tên hai con nhá. Bố láo. Bố láo này. Còn 15 cái tên. Đi nhặt tiếp để dành đi là đánh con boss. Rồi leo thang chị, leo lên thang, leo lên thang. Can you sense that some of the dumb stupid thunder dragging through the breeze? Hết sạch đạn ở phía dưới. Chị ơi, chuẩn bị bắn pháo đây, xuống dưới rồi. Bắn pháo đây nè. Khi hay bảo vệ cái trụ pháo này. Rồi, bắn thôi, rồi bắn thôi, xuống dưới bắn thôi. Bọn này thoại cho kia, cho kia, bắn pháo kia. Đang nghiên cứu quả pháo. Mình phải bảo vệ nó hay là gì đây? Get past the gate này. Này, này thì... Mình sử dụng nó để phá cánh cửa. Ơ, quả pháo ở dưới này. Đây, 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 chỉ bắn, cầm bắn. Ở đây hả? Ở đây hả? Ồ. Có phải chỉnh gì không? Xong rồi. Ồ, con tin đi rồi. Diệt hết bọn này thôi. Còn chó này, còn chó. Còn chó. Chết mày đi, mẹ năm con. Nộ tên người ta kinh đấy. Chiếc màn hình đen ngòm. Máu thì cũng còn khá khá nhưng mà mình cứ vấy máu bọn này. Đi tiếp. Down we go. Đánh tầm chùm như thế mà không có nổi tí đạn. Me fly healing tools. God's name. Đây 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 cái nên chọn cái nào? Cái là bao ba lô máu thì nó hồi nhiều hơn cái bình máu. Ok, thế lấy ba lô. Nhưng mà chị cứ dùng cái bình máu này đi, rồi hãng dùng ba lô. Hoặc không này chị cầm bình ấy, chị nhìn vào chỗ em xong rồi chị ấn cửa phải. Thôi, ta để những cái đấy. Nhẹ ra mải tên này, nó kéo tao đi như là... Kéo chị như thế, khỏi kéo em. The unmistakable aroma of Ratman artifice and flame as well. Rồi, mục chua. Nó đẩy. À, bình máu nữa này. Hồn máu cho em đi. Đó, ta vừa rồi ta có lấy đâu, con boss lấy. Cái gì? Con boss lấy, ta đã lấy được rồi. Boss ở đây nhanh lắm. Ồ, thế à? Thế không? Boss ở đây không lấy, boss ở đây mất chạy lắm. Còn lấy chanh của ấy. Đây, đây, đấy, chưa? Mình lại gần còn chưa làm gì, nó đã lấy mẹ rồi. Ê, chị ơi, đây nữa này. I hope Axe by Past does not feature in our future. Green skins are so... À, cũng được đứt đầu nhá con. Ôi, chị chém được con này á. Này, bình xanh này là gì? Này, có cái bình xanh này này. Ờ, cái đấy là để búp. Bình xanh này búp thôi. Tưởng tím, mạnh rồi đấy. Tím cũng thế. Ôi dồi. Vỡ mẹ cánh cửa rồi. Chết mày đi, sổ một tên 5 phát. Vâng, chị Phương ơi, lên đi chị Phương ơi. Đang sau chị chưa? Đang sau chưa? Đang uống nổi.
those kills, sir. Keep your elbow up. Doors open. Ooh, don't hurt. Ooh, yeah. Chết mày đi, phải mất rồi. Ôi, con boss này khỏe. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi! Ôi! Đàn đây rồi. Đừng xuống, chị ơi, đừng xuống. Nổ bom luôn, chết mày đi. Bố láo sao. Bố láo à. Bố láo. Đông thế. Nổ bom. Hết to rồi, ui dạ. Con chó bắn độc này, có con chó bắn độc nó ta hết tên rồi. Ôi, chết rồi, ai đây bắn con bắn độc thế này. Hết mẹ tên. Không lại gần nữa đâu. Đành để chật khiến người mấy con này. Con này bị đây. Con này mất dậy. Con này bị ấy đúng không? Kẹt. Hết mẹ ôi, tên. Đi rồi. Bắn nắm vào trong khỏe thế nên chị bài bắn bót đi thôi. Trong này chơi gì, trong này chơi gì, nhà nghỉ vớ vẩn nhìn là biết là vớ vẩn. Bắn cái tên xuyên đầu luôn ạ. Ô, cái này là thùng nổ. Nữa nữa chị. Có tiêu gì chị? Bây giờ thả rồi đi. Thử trái. Ấn thử trái. Ôi, thôi. Ngài bình máu này. Đống bình máu này. Em mẹ. Có rồi. Ờ, tặng này. Ờ, từ, giết bằng này đã. Không cho máu nhiều thì thôi. Ôi mẹ, đang đánh nhau trong này, thằng ấy không nghe tiếng gì à. Tiếng gì à. Đi chưa? Đi đâu đây? Nhặt được cái gì đây? Ôi, chết rồi, hết tên rồi, có cái thằng ấy. Thằng bắn độc, ai có súng bắn đấy. Lên em tránh rồi, có ở bên kia. Chết này. Thì đó là tên này rồi. Máy mà nó kêu cho mình đăng ký năng gì. Top level 5 cơ. Màn dài thế. Ui, thế này đã là gì đâu. Không biết từ nãy giờ kiếm được bao nhiêu tiền. Bắn đi. Tí. Đây là quả điện to. Nhiều máu thế nhỉ. Nó cho nhiều máu mà. Bắn ngay khi mình kia của tôi. Sorry nhé. Quái khủng chứ, quái khủng. Over there, Lumberfitz. Chaos Warrior.
Trời, chết ngay, quái khủng, mẹ một chiêu nổ mình lên là bay ngay. Khủng vớ vẩn. They're still near. I hear them breathing. A walk fire thrower? Oh, I don't like them. Not one bit. Chạy uống hết mình lên rồi á. Đây, còn đây một đống, chúng ta quay lại sân lầy ấy. Chết mày đi, láo xòe. Nice. That's a scunnery. Ôi, ta chỉ muốn ở bên cái hòm đạn này vô hạn. Ê, nhặt, nhặt rồi đi. Ôi chết. Ôi, hấp tinh đại pháp, hấp tinh đại pháp. Mất dậy. Đi thôi. Thấy đã. Không mang được đi tiếp tiếp nha. Đi, đi tiếp tiếp cái mà họ mang được lắm. Sống ngàn đời ở mấy cái hòm đấy thôi. Ừ, anh take what you need and get ready for a fight. Set the bell ringing. Oh, lão chết rồi, lại thả bọn nó ra đấy. Từ tao tao nghĩ tao nên đứng ở đâu đã. Để ring the bell thì để khác đi vào bọn nó. Tôi lấp đi. Lấp cái gì? Bây giờ bọn nó sẽ xô từ đằng kia xuống. Thôi ring luôn, chạy đây. Ui giời, đóng cửa thả chó rồi. Nó sẽ từ các lỗ đấy. Đóng cửa thả cho... Không để vào trong này được à. Đây 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 đây. À lên gác, lên gác, lên gác, lên gác. Tao tao nghĩ là nó từ lỗ đấy ra ấy. Tao lên gác. Không phải chị nghĩ nó đúng thế đấy. Thế tại gì tao đứng trên gác. Để... À, trong, trong, trong này thì giáo có máu mình thì thấy chưa. Ok, chị nghĩ nó cho ngoài đèn. Ui giời, nó bò từ trên trần xuống. Ui trời trông kìa. Ui giời. Tầng 2 là nhập. Tầng 2 là sai. Sai lầm rồi, chạy đi. Kiều nộ của ta. Kiều nộ của ta. Đằng sau kia chứ. Dùng nộ đi chị ơi. Dùng rồi. Đây 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 đây. Còn 13 tên thôi. Ủa thôi một lần thì chị cầm được bao nhiêu tên? 80. Anh nhau bắn. Phải bắn thằng chó độc này. Dung chuyển rồi. Cái gì đó? Không biết là hình như giờ mới lỗ ra này. Không biết là không phải. Hay là gì? I cannot shoot without ammunition. Ôi. Phải cầm hai cái đứa mà tao sợ. Cắt đầu chúng nó, cắt đầu chúng nó. Mẹ. Ui, à, hóa ra dung chuyển là do cái búa của ông này này. Chị nhìn thấy bức tượng đấy.
đầu luôn. Thấy cả vì còn bị gió nữa này. Cái gì đấy? Sao mà cứ hú quá. Để còn có báo tuyết hay sao? Hú kinh lắm. Rồi, nó mở cái cửa. Không biết. Nó mở ra ánh sáng rồi. Cái bức tượng này, escape. Mẹ, bức tượng này. Nó mở bẫy ạ. À, mở cửa hầm. Mệt quá. Nhảy thẳng xuống chứ. Nhảy thẳng xuống. Ý, xong rồi đấy. À, hóa ra mấy cái dòng ấy là mấy dòng ếch. Ếch 1 là dòng 1, ếch 2 là dòng 2, ếch 3 là dòng 3. Vậy đá. Thế mình cứ đi theo từ ếch 1 thôi. Weapon unlock này. Chat receive này. Chả biết. Ta được level up lên level 2. Nhưng mà đấy có mấy cái receive mấy cả một cái unlock. À, mình lên level 3 rồi. Trận sau chị sẽ lên level 5. Quay hòm ở chỗ giữa cái đại sảnh trong game ấy. Cái đại sảnh trong phòng. Ethan. Kíp. Không thấy con chuột nào. Ui giời. 425 đứa chị giết 319 đứa công ra gì đấy. Mặc dù là AFK bằng. Tuy nhiên ta có chùi đằng sau ấy. Ok. Claim ở đâu đây? Đây hả? Cái hòm này hả? Đây rồi. Úi giời, open. Mở đi, mở ra đi. Xem nhân phẩm nào. Biểu tượng cái gì đấy ấy. Ba cái biểu tượng. Thập giá. Ồ, cung tên này. Tượng. Ngon. Chị mở hết đi, mở hết ba hòm đấy. Hai cái miếng gỗ phải biết là cái này power cái gì đó. À, còn một chest nữa. Thôi em cũng ô có một cái giáo. Này nó có sẵn trong hòm đồ của mình không? Mỗi lần mở này. Có. Hai cái kiếm khác, fast attack. Xong chắc là tí nữa mình mới equip. Vẫn còn một chest nữa, ba chest cơ mà. Ồ, toàn xong kiếm tí nữa. Ủa, lại kiếm một cái khiên. Chết rồi. I'd like to kiss my feet while you have the chance. Equip ở đâu? Y, chỉ bật Y lên. Bật Y lên. Rồi, nhiều món lắm. Bây giờ xem cái này power hay. Đấy, power càng cao thì chị lắp vào. Power 20, power 12, 18, 10, 5. Ui, cái lúc nãy đi mới được có 5 ạ. Nhục thế. Ý, giáo chọc này, chết ngay với mình. Talent. Talent là gì đấy? Là cái ấy đấy à? Cái nâng điểm kinh nghiệm đấy hả? Skill đấy. Wait for, do not meet the level. Chết rồi. Level 5 mới được cơ. Cái nào ấy như cũng level 5 hay sao ấy. Ừ. Đánh một trận nữa là lên level 5. Có cả crafting chứ. Mãi có. Ngồi. Hay mà, bảo cái này hay mà. Công thức thế nào đây? Ô, có cái cung mà. À, chết rồi. Xem là cả cái cung nữa. Cung này là power 5.
Ôi, phải dùng cung mới ngay. Bố nháo. Hero Power 40, 16 cung mới. Có cái ngọc này. Gì đây? Power 5, Power 10. Chả biết là cái mẹ gì nhưng mà cứ lắp cái gì cao nhất. 5, 10. Lắp 4 cái. À, cả quần áo nữa này. Quần áo chưa có. Thực ra cái này những góc nhìn thứ nhất thì có nhìn được bản thân quái đâu. Một căn bản là chị nhìn người khác là người khác thấy ham. Này, làm nào thế, cái crafting này là thế nào? Cái crafting đấy là có giá đồ chị... à? Có giá đâu đấy. Ơ, à quên, cái này có bán không? Bán á, không biết đâu. Chỉ để bán cái thằng cửa hàng thôi. Không bán. Cái nào power lở cũng cứ đồ đây cái. Xem thử giá đồ nó ra cái gì. Phát tách. Ồ. Oh. Em có súng này, hay lắm. Cái này hay lắm. Đung 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 đung. Đung sẽ ra ấy. Đung ra ra mấy cái sản phẩm. Có tròn, có tròn đung. Đây 2 thêm 10 cái gì. Thế kiếm nào mình không dùng thì mình đung mẽ đi. Đung nó ra mấy cái kiểu đồ như là đây này, scrap này, weapon part này, một nữa. Xong lại vứt vào đây. Ok. Tại nhau từ nãy giờ chị thấy có điểm nào là điểm stamina không? Something's got I King Thorgrim roused. Beast to strike every grudge remaining in his great book. Một trăm hai mươi nghìn Việt Nam đồng. Xong chị kéo xuống đi, nó tiền nó sen kẽ với bạc đấy. Chết dở. Lại xiệp thiếp à. Ồ, con lợn chị... mà con lợn mà cũng ấy á. Yeah. Ơ cái mấy cái này là gì nhỉ? Comestic này, mấy con lợn này mà là mặt nạ hay là gì? Comest. Đó chính là cái ấy, cái trang phục. Con lợn là cái mũ. Đây của con này. Ồ, cái mặt nạ đấy. Cái mũ đội ấy. Mũ. Chùm, ui, khổ, xấu thế. Thế mà ông bán cười. Ấy. Mình cười lắm. Ờ, có mặt gỗ rồi, mặt gỗ xấu vãi nồi. Mặt người cây ấy. Đấy. Ui. Bạn, nó bán bằng tiền bạc. Nó bán bằng tiền bạc. Có, tiền bạc. À, tiền bạc lẫn tiền bạc. Xem rồi. À, nhìn trông nó ấy. Mấy em này thì giống assassin rồi. Chị ơi, anh người lùn ngầu lắm. Ôi, người lùn xấu. À, chị nhìn cái ghia đó đi. Đẹp, ngầu lắm. Ủa, chẳng sống có một bộ đẹp đẹp. Bảo sao sừng hiêu. Có cái bộ đẹp đẹp mình vừa nhìn đâu nữa. Em là người cũng tốt, bán cả kiếm á. Kiếm mà không nói, không có tí ghi power gì để còn biết. Không, nó chỉ bán thôi. Nó chỉ bán thế. Ồ, có cả... À, đúng. Đúng rồi chị Phương, chị để ý nhá. Về sau mấy con nhân vật chị có thể gọi là phát triển theo những khuynh hướng khác nhau ấy. Nó từng đợt một.
khuynh hướng tính dục à? Khuynh hướng ở đây chỉ khuynh hướng tính dục thôi. Chị ra chỗ chọn hero đi, chị thấy có hai hàng bị khóa đúng không? Có mấy cái gì? Đâu, hero nào? Chết mẹ, ấn chị ấn E. Chị ấn EC. Ờ rồi. Chị ấn EC nữa. Có chỗ hero, cái dòng hero selection đấy. Ok. Ờ, chị thấy à? Chị thấy cùng với cái hàng của chị nhá, cùng với hàng con cung thủ của chị đấy. Có hai ô lướt bị khóa. Đúng, chính xác. Chị lên cấp 7 chị sẽ là con con kia. Con. Và lên cấp 12 chị sẽ là con kia. Úi giời. Con này trông như là ấy. Mẹ người ngoài hành tinh. Sát thủ đấy. Trời ơi. Well, lên level 7 trước đi. All doomed, we'll die in good company. Đấy thì chiều gì chị ấy hết mà. Ở đây có chị sở hữu hết mà. Đổi hero rồi. À không, trong lúc chơi thì không đổi được, còn trong ngoài sảnh thì đổi thoải mái. Chết rồi, lại giống si tip rồi. Nói bà đồng tiền thật và mất dậy. Mình sẽ không bị cố gắng không bị. Người đang xem có cái bộ quần áo là mua bằng tiền bạc này. Mỗi tội là nó đấy. Có mà. Đấy có chỉ số bên cạnh để mình biết. Vâng. Nó lại lỡ 475 đồng bạc. Em thử chơi con người. Anh người luôn có vẻ khỏe mà. Ơ, đổi được hero à? Nhưng mà có phải cày lại trong... có phải cày lại không? Cày lại đúng không? Có. Cày lại. Em này của tôi mới chuyển sang giáo nên là tôi phải thử. À quên. À thôi mà mình có nhìn thấy mình quái đâu mà mua quần áo, để ý quần áo là cái gì. Hãy giấu tiền thì có để ý được đâu. Để ý được hết. Ừ, để ý được hết. Được hết đấy. Choose your next word. Equipment. Cái kéo của mua ở đâu nhỉ? Domestic à? Không phải. Nhưng mua xong nó về đâu? À. Mua xong. À. Mua xong thì nó về lại hòm đồ cho y đấy. Không thấy cái tên này đâu à? Cosmetic, chỉ dòng chọn cái dòng cosmetic. Ừ. Cosmetic. Thấy không? Không. Vừa chỉ mua là cái thân hay là cái đầu? Chết mẹ, cái cung tên. Cái cung tên á, cung tên thì lại về cái equipment chuyển sang cái tên cung tên của chị thôi. You've seen the twin tail comets back, about it. Có cung tên cũ. Đâu nhỉ? Thì mẹ cái thằng này mua bao nhiêu? Chị mua chưa? Mua rồi, chị kiểu đang tiền chị mất mất. 200 còn có mỗi 275 này. Ôi số chị đen thôi. Số chị đen thật nhỉ? Đen rồi. Mà đây là phải mua đúng cái ấy nhờ. Cái vũ khí của con nhân vật mình. Kiểu như chị đang là cái nhân vật của chị là đang là cái con Way Stalker đúng không? Item chị mua sang your inventory rồi đấy. Thì tìm kiếm trong inventory thôi. Phải đi mấy ấy này, vừa mua hai cung tên đấy.
mất 700 đồng bạc rồi đấy. Chắc chắn là có. Không thấy dấu cả. Thằng điên kia. Cung mua cung tên gì? Hay là chị xanh lòng bâu. Chị cứ thử lắp đi, chị thử lắp cái nào trên cái đầu tiên ấy, cái cung tên đầu tiên ấy. Cái cung tên xuất hiện ở cái ô đầu tiên ở trong cái hành trang của chị ấy. Lắp đi. À, phải 4 cái mà trong này có 2 cái, mỗi cái là một cái là đầu tiên đầu game này, một cái là mở hòm đồ được. Tôi chết ra rồi, cái thằng mất gậy kia, thằng ăn cướp kia, mày có đả tao không? Tao kia. Chị mua cung tên chắc cũng không được. Em mua vũ khí rồi đúng không? Now, I don't want to worry you, but I think the world might be coming to an end. Vào phần comic stick này, xong rồi cái con nhân vật đấy là kéo xuống. Been trying to reach them all thwani elves for a bit of help. Well, you never know. Nhưng mà chị mua của cái con Waste Attacker hay là cái con Hand Maiden? Chết mẹ, không biết. Chọn khác, kiểu như chị mua của cái class mà chị chưa chạm được đến ấy, thì chắc không có đâu. Hình như chị mua của con ấy, Hand Maiden. Ui, tôi xong rồi. Thế là phải đợi lên đấy thì nó mới hiện à? Chắc phải thế. Carrion. Kiểm tra đấy. Như kiểu em giờ em chỉ mua được cái đồ của bọn Mercenary thôi. Không chắc nữa. Còn Hand Maiden chắc thế. 25. Đạo là collect. Không phải. Thôi chị đi ăn rồi. Thôi đi đã. Lên level rồi. Không nôn ra. Đi. Đâu nhỉ? Đi nhà select mission à? Đúng rồi. Này đi cái tiếp theo rồi. Ê, chị Phương, chị thấy súng em không? Chị thấy súng em không? Như súng máy nhỉ? Sao bảo là đổi thằng lún? Tớ đổi lún á, tớ. Ngầu quá nhưng mà... Nhưng mà em tưởng nó có súng cơ, nhưng mà nó không có súng. Cái thứ hai. Thế chị ạ. Chơi còn kiếm sĩ rồi chị. Vừa xuống lấy sĩ. Một cái căn bộ một cốc uống nước. It seems our enemies may have got wise. Alicia says there's influence of magic centered around an old elf temple. Take a look at the and put a stop to whatever it is there up to. A lot of work to do. Uống nước đúng không? Cà phê đi. Đúng không? Left marching up there in the countryside. Ám mùi lần sau sẽ ám vào từng kẽ gỗ, kẽ tre còn hở. Kẽ cái cục cứt này, cục này mịn lắm nhỉ? Hơn người ta em bé. Mỹ lần sau chị uống rồi uống tự nhiên chị... Thôi im kẻ tam hồ, tao chỉ khoe đấy thôi, mày không có quyền bình phẩm. Xem một cái đánh dậy chưa nào. Cái cốc của chị còn nhiều. Anh vừa đánh em lúc em nhắn anh ấy lúc anh ấy để cam dậy rồi. Dậy vẫn dậy rồi này. Dậy rồi nhưng mà anh không thấy anh nhắn lại em gì cả. Chết. Ghét mà. Bơ tin nhắn nó à. Đúng rồi, chị nhắn với anh Hà là mua con game này đi. Game mới hay anh... lắm. Để ta hỏi ông Hà có sư không? Đấy. Đi. Ở nhà rảnh vào đây luôn đi.
Con này hay lắm, đúng rồi, hay lắm, hay hơn con DZ luôn. Không, con này là không crack online được đúng không? Không. Ồ, anh Hà, anh có crack được không? Em thấy con này là không có lan rồi đấy. So much for the endurance of the elves. Look at this place. You're one to talk, dwarf. Wonderful earthquake, and your kind took to hiding amongst the rocks instead of ruling from atop them. Aye, well, we're just biding our time, aren't we? Then take my advice. Do not bide too long. Ông này ông cần kiếm to. Also to claim your land, as it has this place. Nặng lắm, thảm như thế là kiếm một tay chém mệt lắm. Chém phát, chém đứt mấy thằng luôn đấy. Tao thử. Thực ra tao không thích giáo lắm, tại tao chỉ sợ nó cứ chọc chọc nó không ấy được. Em tưởng chị quý giáo chứ. Ghét lắm. Đang nói về nếu mà giáo người là ghét. Còn nếu mà giáo vũ khí thì còn thì là không thích. Ủa. Cái thằng boss nó bắn kinh ấy. Nát đít luôn. That shot was acceptable. Ồ, lão khỏe. Nhìn đi đâu hả em? Nhìn đi đâu? Bắn khiên và mẹ khiên luôn. Rồi, cô lão khỏe. Thằng nào bảo game này khó đấy? Thằng nào bảo? Kiệt ngay. Trắng. Vậy là anh về đúng rồi, anh về đánh bảo game được khó. Em vẫn buồn ngủ. Này thì chém cho mất đầu luôn. Máu còn đang đầy. Thôi thì uống thôi chị em. Không, nó còn đầy mẹ. Ui, chẳng phát bắt đầu luôn này chị ơi. Chẳng luôn. Cái này của mình mà giáo thì đã đếch mất đầu được rồi. Con dao kia còn trọng. Đứt đầu rồi. Hurry, Lumberfits. Don't let a little water slow you down. Chơi. Giáo cái con khỉ tên. Đấy, bắn tên rồi. Mà chết chưa? Nó chết đây. Đây, chết. Con này còn láo nháo này. Phải chăm con đấy. Bố láo này, chọc tí luôn, Thì mà chọc phí vậy. Chọc phí, kinh lắm. Con này nó bệnh lắm. Đúng chứ con này máu me cũng thôi rồi. Nhưng mà thôi nó cũng xả xì chết Việt Anh ạ. Nó đã tay. Ít nhất là chơi góc nhìn thứ nhất mà chị chưa thấy có hiện tượng chị bần lôn. Thằng video nó chơi cả ngày không mệt. Cảm thấy vui chưa lắm ấy. Chị cũng đang ngủ cái lúc buổi trưa đấy đấy. Chị bảo nó là 3 giờ. Nó bảo sao không là 2 giờ cho cuối cùng đấy. Đúng 2 giờ nặng nặng lại bị nó cuốn vào đây. Để nó bảo để tao ngủ thêm. Lúc đấy đã 1 rưỡi rồi nó vẫn tối. Chị ngủ cả ngày luôn. Lúc 2 giờ đây, gần 2 giờ đây em mới ngủ rồi. Ấy à. Nó bảo là phải báo sớm cho anh vì anh còn tải. Nó kêu là có khi anh tải tôi bảo không chứ ông bảo là khi nào chơi thì tải. Đúng rồi. Ôi, lúc nào chơi mà. Chơi mới tải mà. Ai à, con này bắn độc. Chơi sự không được, ít nhất là đang rủ hỏi ông Hà xem ông ấy có chơi không nhỉ? Còn
Cái gì mà 90 ghi vậy? Đâu? Ờ, yêu cầu ổ trống phải 90 ghi. Không biết rồi, hết tên rồi. Không có hàng nữa. Ừ nhờ, thế mà Hizo tải ra lúc nào đấy? Ố, thằng này nhanh tối quá. Đã ừ, hôm qua mà là mới mua. Trước đây nó chơi cờ rách rồi. Đã uống máu ra. A vile brew make no mistake. Thế tên rồi. Thế anh tải chắc tầm chưa đến tiếng. Chị 30 phút thì Việt Anh chắc 45 phút. Ngày 56 ghi, 56,1 ghi đó. Cũng nhiều đấy. Em muốn à? Ông na ná. Chi tiết hơn chứ. Chi tiết 60 ghi. Mấy mấy tám mấy. Ba a tên này của mình được 39 viên. Sao ngắm mất như thế. Thẳng mặt luôn. Ôi chết chết rồi, xong vừa rồi chị bắn đúng vào chim. Chết rồi. Con tim hay lý trí? Đâu rồi? Nữa đây các bạn ơi. Look at these trees. I will be holding up the sky. Bọn này cứ như bị ấy nhỉ? Chả bị zombie chứ nào, nó cứ đứng đờ người ra. Lại gần nó mới ấy. Sao bắn vào cái thùng nổ mà nó không nổ? Hay là phải đạn bắn mới nổ? Ôi chết rồi, ta bị kéo. Ăn đạn nổ. Kéo, kéo. Thằng chó, thằng chó. Nhẹ chàng hoa cuốn cổ rồi. Ôi này, cái bọn boss này lấy đồ nhanh lắm nhá. Vừa mới để đây nó đã lấy luôn rồi. 52 phút. Ok. Hey, con. Tối chơi cũng được. Ôi giời, đang cay cái cơ qua đây tự nhiên vào quấy. Cái game Minecraft đang dừng nó lại. Nó nhận vẫn nhận tay cầm ở ngoài màn hình nhưng nó lại không nhận tay cầm trong game. Không hiểu. Chỉ là cứ phát ra vào lại game thôi. Cay. Trước khi bật game thì chỉ nếu mà chị cắm trước thì nó sẽ nhận, còn nó không nhiều lúc là không nhận. Thế là đành phải tắt game đi, xong bắt đầu lại cắm thì bắt đầu và nhận lại. Còn đấy mà chơi bàn phím chết. Hôm qua chơi bàn phím chơi một map tắt luôn đi ngủ. Lần đầu mình chơi bị cái tay này. Cái giáo này tuy là không đứt đầu nhưng mà chọc chọc nhiều thì bọn nó đứt tay. Ôi chơi cái GTA mà chơi roleplay phải dùng lệnh tạo server thiết lập các thứ đấy, khó phết đấy. Đi rồi. Đấy, vâng. Chị chỉ biết là được chị chơi online mà thằng Mon nó bảo là theo cốt truyện thì là cũng cái gì Rockstar, Rockstar cái gì cài về xong rồi vào các theo cốt truyện. Cái đồng định rồi mà đầu chơi tiên online là thì nó phải đi ăn cắp ô tô lại đấy. Nà. Đấy là chơi online cốt truyện, còn đây kiểu là ví dụ như là chơi mở server riêng nhiều độ PC ấy. À, nhưng mà anh Hà chắc không đâu. Mở server riêng. Anh Hà chắc là tập tành thì muốn đang chỉ muốn chơi ít người thôi kìa. Cho đỡ ồn kìa, để anh ấy biết cách đi đã. Ơ, tự nhiên lại nhận tay cầm. Ồ. Cái vừa mình đếm cũng được hơn 12 người chơi GTA thì không đủ. Không đủ. Anh Hà đấy. Đạn vô hạn. Đi vào xe vào runway khác để chơi cùng với chứ. Đạn vô hạn này. Này chị Phương chết này. Gì sao? Ờ chị cái gì đây? Cái gì đây? Thằng nào nó cuốn à? Lúc phải. Đang đi
ở cái hầm đạn vô hạn. Cái tưởng đấy là cho cái em máu. Giấc trời mong ngày mới em vui bên đây rồi. À, bọn mày đứng kia họp mà cho nhau một lần rồi thôi, không gặp nhau nữa đâu. Được, tên xịn quá. Bản thân nào chết ở đấy á. Bây giờ làm nào gọi bọn nó đến đây, ta cứ đứng ở cái hòm đạn vô hạn. Kill that sorcerer before he drains us in filth. À, thằng bắn đạn lửa. Lão này. Nó là thằng tạo lốc đấy. Ừ, nó đấy. Đây đây có cái thằng xanh xanh. Đâu à? Ồ, đi rồi. Đi vậy. Chết chưa? Đông lắm. Mấy thằng này vớ. Tao vẫn đang ở đằng sau. Vâng. Chị Phương bị thiếu máu đúng không? Không, chưa uống hả? Này. Yes, he's royal. Chết ngay. Nội của tao. Ôi, chẳng mất bài toán mất tay mất đầu mất chân luôn. Skaven banners, the rat men have been here for some time. Ủa, có hổ. À, không phải. So, this was once a stronghold of your people, Elf. My people? Ha! These were not my people. They exiled us, cast us out. So certain of their path is so I'd leave it, Ringy. Oi! Một cái lệnh nào ra lệnh cho mấy con boss nó thôi. Ăn nhanh rồi. Ăn của mình rất nhanh.
Thì chị hết máu rồi nó vẫn hồi chị mà. Bác ơi, có tình vô nghĩa lắm. This potion smells foul. Lấy nhanh. Em lấy. Bác đâu muốn lấy. See, if only Elgi could build to last. Think of the wonders we'd see. Đây đây đang đúng không? I smell ratman poison. Cái gì đấy? Oh, I smell cái gì đấy? Cái gì thế? Ôi, thôi. Tốt thật. Ông thằng chó này đầu tiên chứ. Hey, you can stop us. You're welcome to bloody trouble. Don't worry, Cootie. I'll be back. I don't deny that you know how to kill Elf. This is nothing. You should have seen me at Hogger's Bridge. Dozens, I claim. Đi quay vậy? Quay vào đâu đây? Hogger's Bridge. Wait. Two known regiments vanished without trace at Hogger's Bridge. Help! Cười gì đấy? Đó là tao trèo lên trên này. Chết mẹ bọn này, nó cũng ở trên này rồi. Nó cũng lên được. Đúng nào. Bắn cái thùng ở đây đi. Chết luôn. Đâu, con máy vậy? Sao cái tiếng vậy? Cái thầm thí. You want to know the rookie? Oh, baggy, over there, kill the lizard. Weapons up, fly like a spider. Get this rookie. Vessa, we cannot be thwarted when so close. Em chết mất rồi. Light leech lurking mayflies. Đây hướng này chứ, hướng này. Join us. Health to all and confusion to our foes. Oh, not waste the drop. Up the stairs. Bên sông xưa nơi này thì cảnh phải nhau này thì ấy à. Chỉnh tí. Kẹp cái gì đây? Đang chỉnh Discord nha. Đang chỉnh Discord nha. Có thể có gì chỉnh? Đáng xấu đi á. Bắn ngay. Cái con cung đập đâu mà. Chỉnh Discord. Yes. Brilliant! I'd like
Stormer. Nộ được chưa? Nộ được rồi. Yes. Chết ngay. Nhìn thấy nộ xanh của tôi chưa? Bắn đi này. Đây. Phải ngay mà đít cái thằng đấy khổ thân. Ai mà mày quay đít là tao. Well, I suppose we better fix it. I assume we can. Thằng này quả để cam đoan chi. Đó chỉ hứa thôi. Chết luôn. Chị Phương đều hồi máu ở đằng sau kìa. Phương đạn rồi. Ok, bão ấy kìa, chạy thôi. Sao chỗ này như mình quét rồi sao ấy, mình đi rồi sao nhỉ? Ta đi tiếp. Được rồi. Dạ, cái còn mấy thứ khác ở đây rồi. Nít chọc vào sao? Cái này bắn thẳng vào đít. Ui, bay này. Cột này, cột đền này. Chẳng nên tụi này mất đồ hết kìa. Đằng sau kìa. Chết ngay. Sneak rat. Đâu rồi? Ở đây nhiều quá. Chắc là thôi. Điểm này chắc điểm kết thúc rồi đúng không? Ừ. Xuống chưa? Xuống rồi. Cái trên này còn đang có mấy bình máu. Xuống lại bắt đầu đánh quay. Chị ba thế với thế bên kia để kích hoạt cái máy này đi. Thôi, có hai người ở hai điểm, chỉ ở đây nhé, để em ta bên kia. Ở đây có cái gì? E này. E là gì đây? Bấm E để làm gì? Cái kia. Kia quay. Chỉ ở đây để đương nhiên rồi. Bên kia, bên đây. Không, ở đây chắc là bấm E để di chuyển đúng không? Để quay gì không? Ôi, con boss nó gì? Nó lại ở với tôi. Không trên ba kìa. Quay đến lúc nào? Không quay mãi à? Không biết đến nữa. Quay mãi. Hay là đến cái vòng nào phải... Có 3 điểm xoay cơ. À chắc... À... Ơ chị dừng đi, chị dừng đi. Dừng đi, từ nhá. Dừng chị không còn nhấn nút đấy đâu. Không nhấn nút đấy nữa đâu. Chắc phải xoay vào đúng khớp cái gì của nó. Thấy kiểu đúng viền đấy. Chép hình rồi. Mờ ảo quá. Đấy, đi cái con mẹ gì. Đấy, nó chắc là phải sáng hết tất cả các góc này rồi. Này. Thấy rồi. Để tôi giúp. Hey, chị thấy này đã đúng viền chưa? Chưa đúng. Chưa đúng được cái gì thì mới không trên ba này. Sao nhỉ? Nào mà vẫn không trên ba đấy. Viên nào đây? Thiếu gì ta? Rồi. Chị thấy hai cái đường xanh 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 này không? Chị có cái viền ngoài ấy, nó trùng mấy cái rãnh vào với cái viền xanh. Chết
chị để em nhá. Nào lên đây. Rồi xuống hết cả ta. Rồi rồi chị. Chị để yên nhá, chị để yên cái đường ấy nhá. Để. Có một thằng to Chị phải qua bên kia thôi. Được chưa? Rồi. Sao cái cặp bên đấy hả? Con này nó còn bên này. Rồi xong rồi đây. Xong rồi. Có gì phải chữ không trên ta. Nhưng mà chị thấy nó khớp rồi mà. Khớp từng từng đến từng vào cột giữa luôn xem có cần active không. Không. Hay là mình nhầm hướng ta? Đúng không? Hay là đúng là mình nhầm hướng? Còn này. Hay là lại nhầm hướng rồi. Chắc phải xanh hết rồi. The air. E-shirt. Đéo. Rồi trên bàn đây rồi. Lệch cái tí. Một cái bà rồi. Đây đây. Bây giờ phải từng cái một. Nghiền lỗi. Nghiền lỗi. Where things are going, we could use one of those gods of yours for Delphi. Any chance of that? Those who remain would as gladly skewer a dwarf as a skewer. There's no need for that. And how would your vaunted Grimnir look upon my kind? With mercy, if you showed deference. Deference? To a bearded lunatic. On second thoughts, maybe it's best to leave ancestors and gods out of this. Aye, indeed. Lệch tí nữa. But what remains? Okay. Còn cái nữa. Được thật, em thật là thông minh. Được. Giết hết mẹ bọn nó rồi chứ. Sao hồ chỉnh sao nốt cái xanh một chút. Cột ở giữa sẽ sáng chóe. Không con boss lại ra gì. Đấy phải xanh một chút. Rồi chết tôi lại survive rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cái viên kia mày làm gì thì làm đi. Chắc là đợi nó mở hầm rồi. Láo quẻ. Đấy, sáng rồi này, sáng xanh rồi. Xanh hết chưa? Về thôi. Được chưa? Escape. Đây 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 qua 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 đường kia đường này chứ. Chỗ đấy không không ở chỗ chị đứng đâu. À ở đây còn đấy. Tưởng mày vào đây là xong rồi đi qua cổng dịch chuyển. Ý nó phải tròn tròn này cơ. Bé thôi. Bé to. À, xem đường lên level 5 nào. Tỏ vậy. Ủa sao lại sang ác 2 à? Chứ tiếp ác 1 đi chứ.
Chết hết ác một. Ôi cứ mỗi một đầu một ác cũng được. Không biết tưởng lúc nãy game ác lúc nãy là chơi xong rồi. Weapon nó còn mở dài nữa mà. Một dài này hàng dài. Ôi mình cứ đi mấy cái map đầu đơn giản trước rồi xong rồi anh vào thì mình chơi mấy cái khó. Ta không biết là con này sắp qua rồi thì nó sẽ không ấy. Nó cứ mở hết. Qua rồi thì nó sẽ ghi nhận là mình đi qua rồi đó. Vâng, qua rồi thì nó sẽ mở tiếp bên cạnh. Rồi 296 con. Ui xấu. Đây, chả kém đâu, 270 đấy. Chỉ là 160 cái gì kia. 166 là cái gì? Giết tầm xa kìa. Xem có con số gì bất thường. Không có số gì bất thường à, triệu mấy à? Ừ. Kiểm tra lại mày ngay. Good evening. Mỗi đứa mở hầm khác nhau à? Vâng, hòm hầm riêng. Kiếm. Cung. Cung, lại cung. Kiếm là bao nhiêu? Power 11, vứt. Sang lởm thế. Biết hà là chứ. Chắc thằng kia không phải bán. À đây cung power 27 được. 27 được. Không có một cái hòm. À amulet power sẽ có cái hòm nhỉ. Nó có một cái hòm power 24. Ừ. Oh, kiếm power 26 được. Ôi, em quay mấy cái ông kia đây, ông thằng này bắn. Thôi trải nghiệm thế thôi. Quay về con phần này chứ. Em chơi con phí. Ui con phần tuyến đẹp lắm chứ. Tao vẫn chưa được level 5 rồi. Tao 26. Phục 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 tỷ hoa, hoa ra là một tà già. Ta sẽ dùng kiếm. À đây hình như là mấy cái cung kia bây giờ nó mới ấy nè, nó phải đi một trận thì nó mới về ấy. Dậy. Power 27. Cứ mấy con này không bằng con của em ấy. Bọn đánh quen con cận chiến rồi, không đánh con từ xa đâu. Nâng được rồi. Weibon Mle Headshot 2 máu. Mặc 5 đứa. Chị nâng cái gì? Thôi nâng ấy máu me. Con này cần máu me. Nâng cái ở giữa. Đam Multi per animal. Rồi ok. 5 đứa. Một cung phát 5 khả năng. Bắn một cung chết 5 đứa. À này chị ấy, mấy cái đồ không dùng chị đem thì nung hết đi. À, tuy nhiên mặc dù chưa biết nung để làm thì được cái gì. Có được mấy cái mấy gì gì ấy. Nhiều nguyên liệu để chế đồ mai sau ấy.
Not bad, heroic ones. The winds have calmed. My bridge should be able to get you home safely now. I have also learned a thing or two about Clan Fester. First off, they are quite desperate, as their breeders, yes, the Skaven humans, are suffering from some... It's known as the crude blight. It affects the sole reason for the breeders' existence, which is, of course, their fertility. Here is where Raskinid appeared, promising Clan Fester a cure for the crude blight, in return for the capture of Ubersrike. So, after nearly escaping death by your hands, he went missing for some time. Upon his return to Clan Fester, he somehow managed to break the defeat in Ubersrike on the former now dead warlord of Clan Fester. Yes, Raskinid was never the leader of Clan Fester itself, only in charge of the Ubersrike assault. That is what they do, lead when it suits them. Ê, vừa cung vừa chị mua, vừa chị nhận được từ cửa hàng ấy. Nhặt được hay là mua? Mua ấy, cái cung mua ấy. Sao? Mất như nào? Tao bán luôn rồi. À không, tao giã đồ luôn, tao điền quá. Power nó lởm, nó không hiện power, thế là hóa ra power nó còn lởm hơn cái mà mình vừa mở hộp. Bán luôn. Chị mua đồ lởm đúng không? Thì nó có hiện chó mà. Ấm hiện chết ra. Chết ta dã ra được một đống đồ. Nó là cái scrap này, crafting material. Không biết là lấy. Ồ, nó phải đủ mấy cái này. Thì cũng crafting. Every single day, and it drains my sanity. Cái này vừa xong rồi mà. Rồi đã hiểu. Thế đi cái ba, đi cái ba X một nhá. Để mở. Vâng. Đi đầu cái bạn để. Ờ em không accept. Khe mai thôi. Ta thử kiếm rồi nè. Kết của ta. Cùng mới này này. Trồng hơi đổ gỗ thì hơi phèn. Tao chỉ cao hơn mấy con kia nhưng mà tự nhiên chả có trang trí gì. Cái rìu em sắc lém lắm. Mới cả thời đại là rồi còn dùng cung, làm súng đi. Kinh à, cung hơi bị khỏe luôn. Now, that's bad enough. But it turns out some folk were too stubborn to show a clean pair of heels when it all went south. Có vẻ u ám thế. We can't sit by as the crotchety old fools are being shipped off to hell. Chị thấy có thấy trong cái nhà kiểu như nhà này kiểu nhà dơ không? Make your way to Morgan's farm and save as many as you can. Con cho tao đụng ở giữa này. Thấy không? Sợ tí. Mà hình loading của chị là gì? Tao vừa thoát ra. Thoát? Vừa đang đen ngòm. Ây giời. Đồng cỏ. Rồi ôi. Sáng sủa đấy. What's a few mayflies worth anyway? We're wasting time here, Lumberfoots. Để em thử rìu mới này. Cũng mới nữa. Try not to waste this potion. Pick up one. Are you sleepy, mayflies? We've work to do. Chém được. Ơ sao không được nhỉ? Ơ không chém được. Mũi em chết. Đi bên này, bên này. Đấy. Đấy. Không phải. Đi. Sao mày biết? Em biết thôi. Bản năng chơi game. Ồ, đông thế. Bắn lắm phải.
Chưa. Tùng tẩy lại gần này. Tùng tẩy lại gần. Ôi trời, ta từ xa chung đi. Nào, xuống lên. Ô, có mấy bùn nhìn này. À, thử chém xem. Ờ. Ở đây không ấy không cỏ nhỉ. Lạ. Không. Ui, như cái này chém nhau sao ấy. Yeah. I was warned that certainty would lead me astray. Now see what my actions are. Chém nhau, chém nhau, chém nhau, chém nhau, chém nhau. Indeed, but firm action slithers about all of its own. Only a fool would cling to my ambitions. Ha! Speaking in riddles again, Alfred. Then ignore me. Từ đầu game giờ chưa thử cái trò ấy bao giờ. Chắn. Mất một lần chắn. A valiant strike. Chết thì còn. Thì em cũng không có bao giờ chắn đâu. Chưa đến mức chắn. There's your farm. Ở đây có cửa này. Ngày ngày thì ta trồng vào tận nơi được giết luôn. Đây là cửa nhặt đồ. Ta đóng đây. Cố lên nha. Chị Phương ơi, chị nhìn vào tường. Tôi chết mẹ. Ai nhá? Nhìn cạnh. Nó có phá cửa nó vào đây này, tưởng ấy à. Bà này nó khôn lắm. Khôn đấy, khôn đấy. Dìu này không chặt được đứt đâu. Chán quá. À không được, 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 được. Thậm chí nó còn chặt được hai đầu khác, một khác thôi. Biết kiếm nào nữa. Ôi, bọn này thì từ hầm lên. À, nó có cửa ngách. Cửa này ra. Can you not sense it? Like dung painted fingers. Phá cửa này ra. Phá cửa này ra. Để bọn mình bị bất bại rồi. We ought to press on while we can. Đứt đâu chưa? Đứt rồi, đứt ngay. Mua nháo à? Ở đây có quả bom này. Ra đây nhặt, ra đây nhặt. Khai nhặt được một quả thôi. Bố nhào, đâu? Đây, đây, đây. That sorcerer, he's working the winds. À, thôi, 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 thôi. Này lúc phải có gì đấy con bọn nó hét kinh đấy phải mở cửa cửa này đúng không chị không biết đây này ở đây vẫn còn mấy thằng đứng ra ngoài sân ráo quẹt ráo quẹt ráo quẹt shit. Quay vào. You hear what I hear, mate? Thief. Gì thế? We got the leech, mate. Hiện lên là tí chết luôn. Có chắc tìm cái điểm o chát không có map một à rich hold it o chát đấy để đi về mà đi đâu này chát đâu rồi cái này là o chát đâu chát chủng gì đâu vào đây thì ấy á hầm để phô mai này rank simulator này khoai nè. Đây 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 đây
Nhanh chị ơi. Đổ lệ. Mấy con báo em. Rồi. Mình yêu tên của mình quá. Thằng chó bắn bắn. Ai? Thằng chó bắn lửa. À bắn là cầm cái bình phun có thể đi. That's a runner. Have a care. Good turn to look about. Bắn hút à, trời ơi, bắn hút. Bắn chuẩn chỉnh. Hết sợ rồi. Quân đội nhà chuột, quân đội nhà chuột, quân đội nhà chuột. Cung mới được tận 6, à như gần 100 tên. Thích quá. Sau rồi mới mang theo rất lắm tên. Yeah, không bởi lọ. Chứ đấy, anh chỉ sợ nhiều tên đồng nghĩa với việc là quá nhiều. Mẹ thấy có một thằng mũi tên chỉ phương banh ngang qua cổ họng nó ôm họng khóc. Cái đạn. Bắn họng là may rồi đấy. Đấy, các bạn bắn đít này. Ui, nó 1-2, 1-2 này. Chơi trò 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. Kiếm đi. Scream stop đứng nhìn. Fire that's down. Bọn này nó cứ đứng nhìn cho mình bắn chết này. Từng thằng một này. Bây giờ nó mới chạy xuống. Cứ ngỏ máy luôn. Chết thằng đấy đâu con. Một là đứng yên. Lại gần là ngu rồi. Còn hai thằng đứng kia nữa. Chết ngay. Biết lúc này đến 15 thằng ở đây cứ đứng. Tập hình được. Hôm qua này chiêu đặc biệt có mỗi ép à, ngoài ép còn cái gì không? Ép thôi, ép thôi, ép thôi. Thằng chó bắn đấy. Mẹ nó tưởng mỗi mình nó bắn được tới á. Nó sai lầm to đấy. Killing Kruber. You're a threat to your regiment. It's all service, sir. We all crack heads in the same cause. Same cause. No. Yes, of course. We are so alike. Mất đầu luôn. Mất đầu luôn. Ôi chồng kiểu, ôi vẫn còn tay vẫn theo cô thức của vẫn ôm. Đầu mất rồi, tay vẫn đưa lên để ôm. Ôi rồi ôi. Lên
chết luôn. Bạn vô hạn đây rồi. Không có thì không có. À đây 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 đây. Clanking brutes can't fool my ears. Ah, lovely. Feel it doing me good. Now, time for a potion. Hot fire thrower! Fall back! I smite your heathen soul! Clean sorcerer! Wolf fire thrower's out of it! Come on. Thế thôi, là cái thằng mập hút, hút người, ui dồi, hút bằng mồm mà bây giờ mới để ý á. Nhanh! Yên tâm đi. Hút bằng mồm ạ, kinh thế. Thì gái là bếp mà. Ê, ui lợn này. Ui à, đi, ui dồi, đi. Mịn lắm. Này mà áp mặt lên thì gọi là mát phải biết. Mẹ nó ỉa rồi phát loa thật. Rồi ôi, một đàn lợn. Ui rồi ôi. Anh này áp mặt lên đi. Thằng kia gãi à. Mày ghẻ đừng lấy gãi. Béo quá. Chết từng thằng nữa. Chết mất đấy. Đây rồi, cửa đi rồi. The gate is locked. We must find the key. Này, phải tìm quá rồi. Anyone need a healing drop? Ôi. Cố lên. The rattling's gonna die. Ơ, có cái hình này đấy. Cắt cái khu này. Đâu hình cái chìa khóa vậy? Không biết. Ở đây rồi, chìa khóa đây rồi, pick up rồi. Ôi trời ơi. Bây giờ mở ra là chết này. Cửa mở đi, unlock rồi. Ôi, bot. I need a moment. Okay. Chết rồi. Nắm rồi. Không thấy lút đâu. Không thấy lút. Có gì. Em lút rồi. Tao ở đến 70% bắn 44 viên tên của mặt. Ăn lắp rồi đây. Thế còn ớ. Chết rồi. Anh mập. Strangler, no more. Thôi đi chị ơi, đi. Chứ mỗi lần ấy xong kiếm lại trắng sau. Nhiều ấy.
Đây chân này sẽ đây qua cái thành đấy, đi qua cái thành ngang ấy. Boom. Boom. Gãy tay à, mất tay. Now that's a clover deal. Lại còn gì nhỉ? Nó lại nói chuyện thì tầm gì đó. Có mất dạy nào đấy? Vick the farm kìa. So much for that assassin. Đây. Đâu rồi? Đây. Thì ôi trời, chơi chị bắn đi. Quánh rồi. Mày bẩn tay đó. Không, sao bắn không chết ta? Không biết, nó bị bất tử rồi. Không tìm. Ui chị ơi, chuyển sang súng đi, chị súng bắn được lắm. Không. Mà mày đang dùng con con bắn súng rồi. Con kia lại bắn nỏ. Thì... xấu lắm. Có. Ủa, con đứa chạy kìa. Chết ngay. Ơ, chưa chết à? Con đây. Con này là cầm theo tiền à? Ôi. Sao nó cũng nhảy. I hear him! Lightstormer! Chết ngay. Con lợn đi đâu rồi? Không. My quiver holds new cái gì đấy? Cái gì nổ đấy? Cái gì nổ nhỉ? Nào, ủa, ít đôi người à? Vãi. Đây, hòm đạn vô hạn này rồi. Con này chém nhau nó sắc thêm tí nữa là được. Are you deaf? There's a chaos warrior near. This potion better it fast. Mấy anh chắc vẫn chưa được đẹp mắt rồi này. Đây chị ơi. Have a care. That's a chaos warrior. Rồi. Em bắn lỗi mấy phát rồi. Em bắn mấy phát rồi. Về đi. Thiêu nệ tao xin lỗi. Kèo lên phát bắt đầu ngay. Đang kèo tao chặt đứt tôi người khỏi kèo nhé. Rồi, mở hết cho mấy tù nhân nào. Chạy ra đi. Đâu nữa. Keep moving me, please. We're not destined to fall here. Look there, blow!
Đâu rồi chị ơi? Đây đây đây, chỗ này chứ. Úi giời, úi giời, úi giời, mất tay ạ. Đây. Mình đã truy cho một lồng rồi cơ. Sao bây giờ còn tiền đến rồi. Nhiều nữa, nhiều lồng nữa. Ô chị nhảy xuống đấy à, chị không sợ chết à? Có. Trời ơi. Lên chân rồi. Chết mẹ rồi. Lên thì không lên được. That's a gas rat. Yes, have a good look. I'm sure you've nothing better to do. In the name of Shiva. Anh thế phải tranh thủ. Thông minh phải. Sao? Lại tiếp. Lên trên cao chứ, lên trên cao. À, lên trên cao được. Dương chỉ là nhân như mày không độ làng thôi. Không độ mày, nó độ tao. Tiếp đi dừng nhẹ chân quanh tay đứng nhìn nhặt cái kiếm lên chém rút đi. Ui, chán ra còn thấy cả ruột ở bên trong luôn này. Lên. Cố lên chị nhá. Tôi mở được hai cung rồi đấy. Xem còn thằng nào nữa. Mở nốt đi. I need to heal. Show some patience. That's good. Ten, I'm all captives. Tidy work and no mistake. Ôi thắng chị. Hãy chết rồi. Chạy rồi. Chạy thôi. Chạy thôi. Chạy thôi. Chạy thôi.
Đừng cản đường. Ui, dám thế. Đừng cản đường bọn tao chạy. Ban đầu không mạnh lại luôn. Về rồi, về rồi. Thôi cứ ở đây đánh nhau đi, về về được. Giết được thằng nào? Hơn thằng đấy. Khi nào hết hết đại. Chưa hết. Kệ mày, ta hết cung tên là một mòn kiếm. Không được. Rồi chắc ngoài này hết rồi. Thách bọn nó. Thách bọn nó gọi truy binh. Thách bọn này gọi truy binh. Victor vs. Uso. Victor vs. Kappa. Cái gì đây? Level 6 luôn đấy. Ủa ơi. Ủa ơi, nước mà uống bằng cái cốc mới tự nhiên thấy ngon hẳn này. Ôi, uống vào xong chập chập nước qua nước kiểu nước qua cổ họng ấy, đọng đọng lại toàn mùn cưa ấy. Ôi, sao mà nó lại mịn ngay hơn cả mông con lợn lúc nãy. Này nó là ừ, cái gì đây? Thật. Sao lại 299? Nhầm rồi. Tôi còn ở lại giết bọn nó cơ mà. À, ừ đấy. Đấy, đấy thế ở lại bọn nó ấy. May là tao còn tha cho nhớ chứ không mình tiếp chỗ 290 kia chắc à 291 kia chắc được chờ 271 thôi. Chết chúng mắt. Thì giết bao nhiêu thằng mà nó đợi 291. Con này được. To. Con này được. Nhầm. Hay tại cái dìu em nó toàn cán gỗ thôi, cái lưỡi dìu nó sắc nó không sắc. Good evening. Made it through another day, eh? À, em có đồ mới rồi, chị đợi em. Để mấy cái cán gỗ à, xong như kiếm nè. Cán gỗ vẫn hơn chị nhá, cán gỗ vẫn hơn. Đẹp. Quay lại xong kiếm một bit thôi. Nhặt được. Sao cũng em muốn trở thành ơi mới được. Chờ dừng lại cho em khẩu súng trường này. Là ship. Thì em cầm khẩu súng một lòng ngầu hơn này, súng 6 lòng ngầu hơn. Súng nào à? Sáu lòng. Ờ. Sáu lòng. Nhìn trông nó bố đỡ hơn đấy. Đợt này chưa có. Ê. Chị Phương em có mở cái cửa này này. Mở cửa này này. Nhầm. Ừ, ta phải trả đồ đó. Tại sao mình chỉ được 260 đồng vàng thôi? Đó đồng bạc người ta chỉ có được tặng thêm cái đồng bạc là nữa. Chị, nhưng mà ván lúc đấy không xem, không biết là sau khi mua còn 45 đồng bây giờ bao nhiêu.
That war we've been preparing for looks like it's on its way. I hear it's going to make Helmgard and Uberstrike look like nothing. Sao nó không cho mình đồng bạc nào nhỉ? Đúng không? Đó là... Chạy vừa rồi, chạy được cái đồng gì cả. Đây. Bao nhiêu skin đẹp. Rồi. À, cái này là cái gì ấy? Sẽ có trao quét là gì ấy? Waiter, waiter gì ấy? Đánh nghe hồng đồng à? Thế thử 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 cái cháu hết không chị, còn cái cốt truyện kia đợi tối anh ra đây chị ơi, em thử đi một lần cái sao nè, dù tao hơi ngại nhá. Nè đánh là sắp mặt lờ rồi đấy, chú biết như nào. Đánh quay giống quay quân qua Z à, sau khi đi hết cốt truyện. Ờ? Cái gì thế này? Tự nhiên lại vào cái hòm à, chỗ này là để thay inventory của mình. Ôi lại nung nó ra. Ê, cái gì ấy? Vào bàn để chọn bản đồ. Thằng này là thằng bán. Ồ, oh, cái này là cốt truyện riêng à? Ừ. Thì ở bên này còn có quest cùng này nữa này. Đây. Challenge. Lên luôn. Ồ. Ồ. Có cả có claim reward luôn. Oh hello. Hello. Ấy à. À, vậy chơi complete mấy daily quest là được rồi. Oh hello Minasan. Năm mai qua. Đi đâu mập. Ấy chơi trò này, chơi giờ nhìn thấy hấp dẫn nha. Rất hấp dẫn. Warhammer, Warhammer. Bỏ tiền ra thì bắt buộc phải hấp dẫn rồi. Quỳ mà hấp dẫn thiệt không? Hai mà, được. À. Chơi hai thành thủ hấp dẫn nó giảm thiệt. Nó sạch thì chết. Ốc có cái đầu lâu này. Sao nãy nhìn hấp dẫn dần hết rồi. À cái này là hero hero. Đi thử một cái thế mà. Kinh không? Bọn tôi chơi game khó để sạch thì chết. Chơi kinh không? Đây. Điều khó à? Khó luôn. Nhìn hít tôi bấm ấy. Này là không có boss. Bấn gì thế, nó ngon lắm rồi. Đâu muốn thả thì chết à, vô thớt vô kìa. Ba thì chết luôn. Chaos wastes is different. Nó chuyển ra lại. A pilgrimage must be seen through to the end. Do đó là chuyển ra lại. Do từ thời chết nó hành trầm cảm. Indicates a cursed place in the thrall of the chaos gods. What's the trên, worst that can happen? Chị có chọn được cái trên đúng không? Dạ. Thăm hình. Tính chỗ chỗ gì phương cách ly ơi, chuyện cách giờ cho em phải giãn cách ở đó. Không, ở Hà Nội thì những cái không là còn. Nó giãn cách đúng cái chỗ mà em hay đi làm luôn, không hiểu. Chui. Ôi thôi đen thôi, đỏ quên đi. Cái kiểu này lơ mơ không có boss đâu nhỉ. Em sợ nó còn không có kết thúc nữa chứ. Bọn này. Mà tự chọn thế lộ ấy. Ê, chơi mày game mày 60 ngày. Thì 60 ngày mà không kết thúc vậy là rồi. Không, chế độ cốt truyện thì có. Mở từng mát. Đây là đánh trao kiểu. Đánh lên đám. Đã biết. Thành từng quay. Nhưng cơ mà hấp hấp được. Cũng được. Chém chiếc bắn biếc xả xì che đồng
hay mà bữa em tính me giờ này theo em mua nè, mà nó theo 4 lần rồi em vẫn chưa mua. Nó không theo mấy lần rồi, em trước định mua Cyber nó bảo khó rồi là phải lấy mua Cyber gà. Ơ nó lâu ấy, em không biết đấy, vừa bảo lâu phát rồi em. Nào kia, Victor gì kia? Tôi đỡ của tôi trong chuyến rồi. À, vẫn là boss. Looks like we're heading downwards. Ủa, mang kia người luôn hả? Hay là lính vậy? Bắt. Ui. Có 4 người chơi như là không đủ để nó tự động nó cho. Game phèn hết. Game phèn vậy. Đây rồi. Game năm nào đâu phải giống Victor gì. Ủa, hình Ủa sao cái phòng mình mới biến hình đó, nó mất gì đúng không? Ủa cái gen năm giống 1, 2, giống 3 là mới có đất thị luôn phải không? More than a throne to make a king, and much more than death. Cái gì? Nè, cái gen năm giống 1 nè, giống 2, giống 3. Có qua tôi tạo để cho mấy đứa nó chơi nó tản hết ra. Bây giờ nó chỉ mới thằng 1 trong 1 phần 3 kìa, 1 3 2 bị lừa anh. Nóng, áo làm cái tên, áo làm phòng 5 người ha, 4 người phải đâu. 4 người được, 5 người, 1 người hết chỉ có 4 người thôi. Mấy đứa cái thằng đệ nó. 2, 3 người. Không, không hiểu luôn, hôm qua. Hôm qua, em đang ngồi, em nghịch. Chị Phương nó có trò overkill của kênh đấy không? Trò mà khó em chưa được. Qua em đang nghịch trò đó với thằng Hưng Mập. Đang chơi trò duyên anh Hải nhắn tin. Hai triệu mon. Con đấy à, con overkill nhiều quá kinh đét phải ấy. Cả bật chít. Còn đó em biết cái dòng nó thua đó. Phương nhớ tính, Phương nhớ tính gà không? Cái gì? Ông Tuấn đó ha. À, Tuấn sủi á, làm sao? Em coi lại clip của ông Hưng á, em thấy ông Tuấn đi lên trước chết đầu, không? Chết vừa thấy khó á, thì mình mới hô. Con đấy là đi là phải gần động công gì, nó lộ ra là thôi mẹ nó aloso lên. Hình như phất rồi sao? Thời này, đi kiểu này nó đếch công chỉ dẫn. Nên đi cái kiểu đi farm kinh nghiệm á. Trời, hôm qua em thấy cái phòng 7 đám đứa mà hôm nay anh Hà hơi chơi gì vậy em? Coi 27 12 đứa, anh Hà nói không nghe thấy tiếng gì luôn. Đấy, anh Hà vào đi được 30 phút, sợ quá. Anh Hà phải chọn để chơi gì mỗi hai nhiệm vụ này là đi lấy xin áo. Này, đi lấy tiền thì sao ấy. Có gì đó thích không? Có coi mấy chục. Có đó còn chết hả? Tự tưởng nó sống chứ. Chết rồi. Con kia lủng vậy? Hero định chọn con đấy. À. Em thấy là hạt Hero đó. Chơi gấp mình không biết gì ta nằm. Con đi ngầu lắm. Bắn thùng đồ đấy. Đâu, em có nên ghi phân cái trò này để mua ta. Sao trong hình đẹp vậy mà sao trong game nó bận quá vậy? Đến nỗi đâu mà cũng được á. À, trong game nó để 4K gây chi thinh nữa, trong game nó khác. Mấy người ta, tham làm gì? Con này lại quách thì lại chỉ được offline thôi, chơi mình thôi. Đi đâu? Quá đành phải mua. Đi đâu? Kiếm hay đi đâu, tặng nó đi đâu? Một càng nhà sửa. Bạn mãi mới ra mới mua. We are mighty Jolly. We prove it with every strike. Ah. Ồ, mấy niên kia phe kia ra năm luôn kìa. À, phòng trên phòng mấy yếu, phòng dưới phòng mấy mạnh. This mock. Giờ mới để ý lại mấy cái hết làm 1 triệu đô làm mấy cái nhiệm vụ setup nó lâu vậy ta. Đi làm lẻ cái này. Ông làm riêng cái casino đi cướp tranh nhỉ. Cái cướp lẻ mà.
cướp xe cương xong rồi lại phải đi ông làm pool đúng không? Làm có mấy cái à? Làm có tháp mấy cái là xong rồi. Mấy cái tôi không cần. Buồn hết lòng. Làm pool chứ. Không, làm pool làm non rồi, người ta chơi không cần pool. Không không thiết giáp luôn mà, thiết giáp chi đi luôn. Không ấy giáp đấy là không farm vì sao hôm qua anh Hà anh chết nhiều thế đấy. Đó là ông biết chơi. Mày lại đánh là con. Thừa cải cái thứ. Ê, nghĩ game mà được thì không chơi máy không chơi nổi á. Laptop củi của ông Hito có chơi được nữa là cái thằng gì thì chơi được. Cái game mẹ gì nó cũng chơi được. Rồi, máy tệ lắm á, bữa chơi vô gớt, bữa gắt vô gớt chơi tâm hư máy luôn. Windows. Coi. Coi. Cái vô gớt á, Hi đâu. Còn đã về Hi đâu, vô gớt á, đã về 15 phút phá đảo luôn. Rồi thì chả thật đạp phá đảo con ấy, chỉ có click và một cần. Thì đó, chít engine tập độ lên, bao phá đảo luôn. Đó, chị Phân. Mấy cái game nhấn gì mà Hito hư luôn Windows. Chơi bước rồi, kiếm đeo không? Cái gì? Kiếm Sao lại có kiếm ở đây? Đây tốn mất bao nhiêu đồng để rút ra một thanh kiếm xịn này. Kiếm gặp nè, à. Ú, sao cũng vậy á? Ta tưởng là nó sẽ lấp lánh. Không có thay đổi hả? Nhưng mà nó hị. Chết mẹ, ở đây không bấm Y được. Không bấm Y để xem được. Nó cục gì nó bye bye được. Cái nhiệm vụ đây này, bây giờ nó mới hiện nhiệm vụ này. Run right, get clear. Ô, ấy anh mà anh đang chơi máy ác tinh thần kìa. Chắc bị con gì nấy rồi này. Cái bò này bị cái rồi. Nó bắn độc rồi, bắn độc. Con này có tiếng gì? Con này bot. Tiêu luôn. You did it. Don't forget to claim your reward. Lại quay nữa à? Captain Frigate. Ê, có cái chaos mà quét của cái tiêu team của cái trò này miễn phí nè. Cái gì? Có điều phi phi nè, lấy chưa? Chaos quét á. Ừ. Ừ, đấy này, đang chơi cái chaos quét đây. Gì mà. Ê, tính ra hôm nay 30 á, là mẹ mùng 2 sinh nhật. Bắt đầu ngày 2 sinh nhật mà hôm nay đó, tối nay nó dịch nó phong tỏa luôn à. Buồn. Sinh nhật là lại như kia rồi, được triệu gửi tiền sinh nhật rồi, đủ mua game rồi. Hả? Kiểu gì nhỉ? Kiên 2 tập năm đấy, để nhận được 1.5 triệu tiền sinh nhật. Thế bây giờ thành cốt rồi. Mua bản bà chuẩn. Trời, mẹ đừng vô gửi đi từ thiện. Mẹ sẽ từ thiện với người nghèo. Phải dùng tiền để mua game. Thì đó, từ thiện với người nghèo đó, em có giàu đâu. Mua. Con này sale tính ra là 70-80%. Blade Stormer. 75. Close. Thế nhiều rồi. 75 hay 65? 75. Mới coi không? Còn 62.500 à? Why does dread assail my heart? Trong tầm giá. Good shot, Tony! Now let's have another!
Gì không ai chơi, theo dữ quá ta. Ủa? Gì đâu đấy? Đây, trên này chị. Ai? Có cửa khác nè. Cờ lia mắt này. Nó sale đến 30 tiếng hay là 30 ngày đó. 30 tiếng. Bollocks, you still no ale. Sale có 30 tiếng. Bây giờ này chơi nhiều game quá đó. Notice a scar through that beard of yours. Tại mình cứ mua trong đợt sale xong rồi chơi dần chứ không cần thiết đâu. Cũng phá đảo chưa? Phá đảo gì? Tại đó, mình mua giờ chỉ phá đảo cái khỏi chơi luôn á. This looks like a ritual circle. Đó. Stay within it to open the path. Hả? Tao đang sang mình nhanh thế. Mua giờ cái chỉ phá đảo rồi, khỏi chơi. Mấy cả đang đợi tối ông Việt Anh ông vào bắt đầu chơi mà. Mấy đứa đang chơi đánh quay giết hay cái gì nhiều vũ trụ. Việt Anh đang tải rồi. Hẹn tối chơi. Nó nặng phết đấy, năm cũng 56GB đấy. 85GB, 56GB. Không, đấy cái kia là cần dung lượng thôi, mình tải về thì chỉ hết tầm mấy năm đấy. Ví dụ mà sinh nhật em được triệu rưỡi, em sẽ làm một điều thích nhất như đó mà. Mấy triệu rưỡi đi đó mà. Cần 250.000 một tháng, bây giờ nặng 80 trên dây. Cái cả bằng cái lắp nặng dây là được. Lắp mạng mà phải lắp đèn mấy tháng á, nó tặng luôn cái tiền phí lắp đặt á là phải 6 hay 12 tháng mà. Đó. Bữa cậu em lắp 6 tháng không cái được 2 tháng cái nó hết hết cho coi luôn, gọi điện kiểu hết trơn. Nóng quá đây. Nó nghiêm, nó nóng. Luôn. 1 phát 5 viên. Cái gì chỗ kia là Survivor thôi đúng không? Chắc là phải đợi hết cái này hết. Đúng không chị? Ừ. Cái con cung này. Hôm qua em tải overkill không? Cái bắt 1 em tải, em phải 3 lần bị lỗi. À, ý trời không cho không muốn chơi hay gì á. Con này bây giờ còn hả? À, còn, con đấy. Chơi. Ý con chơi được mà. À, con đấy hình như là của ấy đúng không? Ờ, quái ấy đó. Đừng nói à, nói ở đây nó ban đó. Ai ban? Nó đây, ở đây nó ban đó, về lắm. Ai ban? Ừ, nghe quên. Ai ban? Quên rồi. Tụi gì ai ban? Đang được ai ban đây sao? Tôi đang định hỏi là ai ban đây. Giờ chỉ có anh Hà ban thôi. Ừ, đúng rồi. À, vô đi bữa chúng chơi đó. Chơi rồi. Nói chung là không cấm chơi của những cái khác thì không phổ biến nên phải là ở giấy hoặc ngoặc kép. Đừng nói Hydro nó biết cả. Ừ, Hydro nó cài của bọn đấy mấy lần bị virus là nó không bao giờ cài nữa. Nó bảo là ngay cả cài lấy win mất 2-3 lần nha. Đâu, cái nào có là game nó mới gây tức thì luôn. Là nó game chưa gắt luôn mà nó kiếm game gắt, lưng gắt nó ta chơi đó. Kim ở đầu đâu bàn luôn linh của bọn lời ở đây đây vì rút hiện tại ra hit là nó không bao giờ đau của bọn đấy nữa cài win 2-3 lần rồi thằng đấy nó cứ xem vừa vào vớ vẩn không nó đổ cho quét thằng người ta ta chỉ bị một lần vớ vẩn ta bị một em lần chơi ta bị mất mẹ dữ liệu nè em là thương đấy là tao tải away out sao ấy. Hả? Nhớ, à, mong còn nhớ một lần không? Chị bị mất luôn cả cái ổ cứng không? Mất luôn dữ liệu. Tự nhiên giải này em xong tự nhiên ổ cứng trống mất luôn. Không, Linh ngay vào đây. Toàn. Không, em chơi với thầy bơ đó thì chưa bị nha. Ừ, thì bạn mình bị một lần. Thì lúc đấy mình biết là ốp khốn nạn. May là cái trong cái ổ đấy, đê đấy của mình cũng chỉ có game, cũng chả có gì. Mình bảo thầy kiểu làm sao. Đó, hơn là... Tự nhiên giải này em xong quay ra quay vào ổ mất sạch ổ trống trơn luôn không đó coi cũng nhiều vô không rồi tại game cái bị lỗi đúng là cái cách của bọn LD bọn nó chạy game cho mình ấy mình không bao giờ biết được ông ra bọn nó chạy kiểu đéo trong máy nó không biết được
mình chỉ biết là nó cứ hỏi hỏi liếc liếc vì mình cần đâu. Còn online stream nghe là ok. Chỉ mà có cái phần mềm gì theo dõi đấy mẹ ơi. Cái đấy mình nghe nó không thấy tin cậy. Cái đợt mà cái gì đó mình coi clip cái hàng admin nó làm được clip giọng nó có láo. Hồi đầu là mình ghét là giọng. Vì cái trang web của nó pop up lắm quá, quảng cáo lắm quá, vào mà bấm mỏi tay. Chỉ có tài khoản mà tài khoản làm lâu cực luôn. Về sau thì mình ghét là vì đấy tự nhiên lại bị hiện tượng mất mẹ ấy. Cay rồi ghét mà. Không, video nó có phim không có đôi hơi chị, nó do máy, do nó đâu. Đó, mình máy thì yếu rồi, cái sau phim không tải về, tải xong rồi luôn, đi luôn cái win luôn. And once again, the Lunar sends us off on a fool's errand while he stays safe. Thế đi kiểu này như không có ấy đấy, không có kết thúc. Cái này lại, cái này lại lại một kiểu à? Lại một kiểu mission. Hai bên đấy. Ừ, này, đấy. Mày chắc kiểu đi gì hay kiếm tiền. À quên mất bảo thằng Mon là chơi ít tích tu bằng NLD. Nó có hỏi ít tích tu bảo hỏi chị Bẩn. Đã không muốn trả lời rồi hỏi chị Phượng. Tại phải nháy nháy. À, hỏi gì? Nhưng mà mới update online chả biết rồi không? À, hỏi gì? Mà update rồi sao? Này thì chị Hương nó sao chị kiếm được 200 à, chị cũng được 296 mà. Ừ. 200. Ờ ta 269 này bằng nhau, sao lại có chuyện tự nhiên lại bằng nhau nhỉ? Thế quay về nhà kiểu gì? Rồi, SC. À. Ừ, mấy cái bà rồi. Rồi cái disban. Mấy cái bà em sớm mà em đang đi đua nhau đi mua mì nè, mua gà các thứ. Ủa số làm gì mà kiếm tận hậu tận thế nơi. Không hiểu luôn. Mấy cả cái chỗ đó là xa luôn nha, không phải gần nữa bây mà. Bây giờ mọi giãn cách á, nó không lâu đâu. Có ấy phát được. Ừ. Là người ta lại phải thả thôi. Tại vì nó ảnh hưởng đến kinh tế là không phải. Không giảm tặng cách đâu cả. Không hiểu sao tự vô cho tận ngay luôn. Ủa? Mấy cái đó. Chị vẫn bị ở trong đấy đúng không? Ờ, ta ở dưới đất. Chắc lên hầm là được. Ta xem lại inventory. Ờ, 27. Tôi chơi cái này không có ấy. Không có thêm không... hòm hiếc gì cả. Không, nhưng mà nó có tặng tiền không? Ra ngoài đó. Có tặng không? Chết mẹ. Rồi equipment cái gì ấy? Đâu ạ? Trong này cũng có thằng bán đồ mà đâu nhỉ? Cái cửa ra đâu nhỉ? À, cũng có này, tặng nhưng mà tặng ít lắm. Em được 200, từ 700 mấy lên 800 mấy này. Để quay lại xem nào. Lúc nãy em đi 3, ở 2 cái map vẫn 45 đồng. Nhưng mà tặng ít lắm, mình được 280 mấy. 45 lên 105 rồi, từ 45 lên 105. Tặng ít lắm. Tặng gì đấy? Thôi lại lên cửa mấy, thôi lên có cửa. Mấy bộ trông như dở hơi. Ta tự nhiên lại cây cối cối. Rồi vừa chửi cái đường chuyện vừa chửi mạng xong nó gớt mạng luôn. Trời ơi tôi mạng miếu đeo gì. Mạng bà chắc là đang ấy. Không bà đang nói chuyện với hàng xóm. Bà đang xem YouTube rồi. Không xem đâu tôi gớt mạng luôn á. Cái bộ mặt cây lại tận. Bộ mặt cây tận 90.000 Việt Nam. Tiền Việt đây. Hả? Cái bộ DLC nó còn đẹp hơn. Thật
Mua đi thì đó, mua đi. Tiền. Cho tôi tiền đi. Ông qua nhà tôi đây, đưa tiền tôi, đưa tiền nè. Lấy lại tiền. Bắn tài khoản đi. Ông qua đây lấy đi. Lấy cho nó cho có ý nghĩa. Bắn đi cho nhanh thời đại này ông rồi. Chết. Ta đang một mình à? Đúng rồi. Qua nhà tôi đây, đưa tiền xong tôi dẫn đi ăn gà nướng nè. Ngon quá nè. Ôi, hồi đó có tiệm gà nướng đúng ngon luôn, mà nó ít người ăn á nên là nó dẹp luôn. Ôi, tôi chỉ chắc nghỉ thôi chị ơi. Đúng rồi. Thôi gì, thôi là nghỉ. 3 tiếng rồi. Có 3 tiếng thôi. Nhưng mà cũng là tớ kém rồi. Hay là chơi vay bu vậy? Ôi, là chơi vay bu cho khắp bộ. Tối đợi